Chào bác nha. Nay em giới thiệu con motor chuyển quạt G motor công suất khoảng 30W nhé. Con này em đã thay hai mặt đạn NMB loại tốt ấy. Chạy rất là êm nhé. Con này xung TWM cấp này. Nâng cấp 24V nhé. Dùng cánh Senco vầy cánh B4. Con này tua nó không cao nên phải dùng cánh lớn để nó ép công suất tăng lên. Tua của nó mắc có 1.200 vòng không tải đâu. Con này công suất mình chạy khoảng 20W trở lại nó êm. Tích cực điện. Chết rồi. Công suất thấp nhất của nó này. Nó khoảng 1-2W thôi. Nó này chuyên quạt nên chạy êm đấy, hầu như không nghe thấy o e gì hết. Tốc độ thấp nhất của nó này khoảng 200 vòng trên phút. Con này chạy điện áp danh định của nó là 24V nhé, chạy tối thiểu 19V thì nó mới mạnh được. Rồi em chỉnh này. Tốc độ nhé. Cao nhất của nó này. Ăn 34W luôn. Hơi qua công suất đấy. Chạy về motor sẽ nóng nhé. Chỉnh xuống 19V. Nó ăn khoảng 1A khoảng 19W này. Nguồn tốt nhất chạy khoảng 19V để nó ăn công suất khoảng 20W này, nó mạnh luôn. Tua là 882 vòng. Vòng tua này nó mạnh hơn quạt quạt 45W rồi. Quạt 45W thì tầm được 800 vòng. Quạt nó chạy rất êm. Không oi hay nữa. Chua còn lại khá dày ấy. Con này là 12V nó cũng chạy luôn. Nhưng mà công suất sẽ bị giảm. 12V cũng chạy, 13V chạy luôn, nhưng mà công suất sẽ bị giảm nhé. Vòng tua lúc này còn có 656 vòng thì ngang với cái số 2 của quạt thường cũng ổn. 12V có 5W. Vòng bằng số yếu quạt 45W. Bộ này em bán giá là 250 nhé. Nếu mua qua Shopee thì 260. Full khung kim loại này, phát inox này. Quạt chạy êm. Nhưng cái mạch xung là mạch khác nhé, không phải mạch này đâu. Con này mạch xung này mình phải chỉnh lại. Ok, chào các bác.